huynh và các học sinh nào. Hôm nay đến cái buổi tham quan thì tôi cũng xin phép giới thiệu sơ qua cho các thầy cô và phụ huynh và các học sinh một số nội dung về truyền thống của quân đội Việt Nam, truyền thống của quân chủng phòng không không quân, truyền thống của sư đoàn phòng không 363 và truyền thống của tiểu đoàn 0005 và đại đội 21. Về phần truyền thống của tiểu đoàn và đại đội thì tôi sẽ mời quý thầy cô và các phụ huynh và các học sinh xem một video ngắn về truyền thống của tiểu đoàn và đại đội. Còn về phần truyền thống của quân đội và quân chủng của sư đoàn 0363 thì tôi sẽ nói sơ qua và dự chiếu cho thầy cô và quý các học sinh nắm lại một số nội dung. Và phần đầu tiên xin phép giới thiệu với thầy cô và các phụ huynh các học sinh nội dung về truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Về truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam thì quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập vào ngày 2 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng giữa Tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nay là xóm Là Sang, xã Tăng Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Và đội tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam thành lập với đầu tiên là gồm 34 chiến sĩ ở biên chế thành pha tiểu đội, do đồng chí Hoàng Sâm được làm đội trưởng và đồng chí Sức Thắng tức là đồng chí Dương Hoàng Thạch là chính trị viên. Và đây là hình ảnh của buổi chào cờ đầu tiên của đội. Và từ đó thì ngày 2 tháng 2 năm 1944 là được lấy làm ngày truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Và để đánh giá sự trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam thì tôi sẽ giới thiệu qua hai mốc lớn. Mốc thứ nhất thì đó là chiến thắng Điện Biên Phủ vòng năm 1954 và kết thúc thắng lợi là cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Và chiến thắng này đã khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân và sự trưởng thành vượt bậc của quân đội. Và mốc thứ hai là trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân đội nhân dân Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò nòng cốt của Đảng và nhà nước, giáo dục rèn luyện chiến đấu anh dũng.